Bảy bí ẩn đẫm nước mắt về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương và hy vọng mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Cuộc đời Ngài tràn đầy những bí ẩn, không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một vị cứu thế, mà còn là những bài học sâu sắc về tình người, lòng kiên nhẫn và sự tha thứ. Nhiều người thường nghĩ về Ngài chỉ qua những phép lạ và bài giảng, nhưng thực tế, cuộc sống của Chúa Giêsu còn ẩn chứa những giọt nước mắt, những nỗi đau và sự hy sinh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 7 bí ẩn đẫm nước mắt về cuộc đời của Chúa Giêsu. Qua đó, không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Ngài mà còn rút ra những bài học quý giá cho chính bản thân mình. Chúng ta sẽ đi từ những năm tháng đầu đời đầy kỳ diệu cho đến những đau thương và sự phục sinh, để thấy rằng cuộc sống của Chúa Giêsu chính là một hành trình đầy ý nghĩa và cảm xúc, có thể dẫn dắt chúng ta qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. 1. Sự ra đời kỳ diệu. Bắt đầu từ cái nôi của sự sống, Chúa Giêsu ra đời trong một bối cảnh không thể ngờ tới. Một em bé được sinh ra trong chuồng chiên, nơi mà không ai có thể tưởng tượng rằng lại có thể trở thành đấng cứu thế. Hãy nghĩ về Mary và Joseph, những người đã phải trải qua nhiều khó khăn trong hành trình tới Bethlehem. Họ không chỉ phải tìm chỗ trú ngụ mà còn phải đối mặt với sự xem thường từ xã hội. Nhưng chính trong cái không gian đơn sơ đó, ánh sáng của tình yêu và hy vọng đã xuất hiện. Các thiên thần đã đến thăm và các nhà thông thái từ phương Đông đã mang quà tặng đến. Điều này cho thấy rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, những điều tốt đẹp vẫn có thể xảy ra. Chúa Giêsu ra đời không chỉ để cứu rỗi nhân loại mà còn để nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự khiêm nhường và lòng kiên trì. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy những câu chuyện tương tự. Chẳng hạn, có nhiều trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng chính những đứa trẻ đó lại trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hãy nghĩ về Malala Yousafzai, cô gái Pakistan, người đã chiến đấu vì quyền được đến trường. Câu chuyện của cô là một minh chứng cho việc cuộc sống có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng lại tạo ra những ảnh hưởng lớn lao. 2. Cuộc sống ẩn dật. Sau khi ra đời, cuộc sống của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng sáng sủa. Ngài đã trải qua những năm tháng ẩn dật, thời gian mà không nhiều người biết đến. Giai đoạn này rất quan trọng vì đây là thời gian Ngài học hỏi, suy ngẫm và chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao mà Ngài sẽ thực hiện sau này. Có lẽ, những năm tháng đó đã dạy Ngài về sự kiên nhẫn và khiêm tốn. Mỗi chúng ta cũng cần những thời gian tương tự để suy nghĩ về bản thân và những điều mình muốn đạt được trong cuộc sống. Ngày nay, chúng ta thường thấy những người nổi tiếng hoặc những nhân vật có tầm ảnh hưởng cũng trải qua giai đoạn ẩn dật trước khi đạt được thành công. Ví dụ, J.K. Rowling đã sống trong nghèo khó và phải đối mặt với nhiều khó khăn trước khi viết lên câu chuyện Harry Potter, một tác phẩm làm thay đổi cả thế giới. Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng mọi thành công đều cần có sự chuẩn bị và nỗ lực. Đôi khi, những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất lại là thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân mình và định hình tương lai. Vậy, từ sự ra đời kỳ diệu đến cuộc sống ẩn dật, cuộc đời của Chúa Giêsu là một hành trình đầy ý nghĩa. Qua những bí ẩn này, chúng ta không chỉ nhìn thấy hình ảnh của Ngài mà còn cảm nhận được những thông điệp sâu sắc về tình yêu, lòng kiên nhẫn và sự chuẩn bị cho cuộc sống. Ở những phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những bí ẩn khác trong cuộc đời của Ngài, từ sự khởi đầu sứ mệnh cho đến những đau thương trong cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu không chỉ là một nhân vật tôn giáo vĩ đại mà còn là biểu tượng của lòng yêu thương và hy vọng. Cuộc đời của Ngài đầy những bí ẩn, từ sự ra đời trong chuồng chiên đến những phép lạ kỳ diệu mà Ngài thực hiện. Nhưng ít ai biết rằng bên dưới những điều ấy là những giọt nước mắt, nỗi đau và sự hy sinh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn đẫm nước mắt trong cuộc đời Chúa Giêsu. Từ những năm tháng ẩn dật đến sự khởi đầu sứ mệnh và những phép lạ, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời Ngài đều ẩn chứa những bài học quý giá cho nhân loại. Hãy cùng nhau tìm hiểu để nhận ra rằng, trong cuộc sống hiện đại, những thông điệp từ cuộc đời Chúa Giêsu vẫn còn rất phù hợp, giúp chúng ta vượt qua những thử thách trong hành trình của riêng mình. 3. Sự khởi đầu sứ mệnh. Khi Chúa Giêsu bước vào giai đoạn sứ mệnh của Ngài, chúng ta không thể không nhắc đến một sự kiện quan trọng, Ngài đã chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả. Đây không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là dấu hiệu khởi đầu cho sứ mệnh cứu rỗi nhân loại. Ngài đã chọn con đường này để thể hiện sự khiêm nhường và lòng đồng cảm với con người. Hãy tưởng tượng, một người lãnh đạo lại xuống nước để chứng tỏ rằng Ngài là một phần của nhân loại, sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi đau và khổ đau. Sau đó, Chúa Giêsu trải qua 40 ngày trong hoang mạc, nơi Ngài phải đối mặt với những cám dỗ từ ma quỷ. Thử thách này không chỉ giúp Ngài trở nên mạnh mẽ hơn mà còn là một bài học cho tất cả chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều người trẻ đang phải đối mặt với áp lực từ xã hội. Họ thường cảm thấy mệt mỏi và bị cám dỗ bởi những điều không tích cực.
Tuy nhiên, chính những giai đoạn khó khăn này giúp họ rèn luyện bản thân và trưởng thành. Khi Ngài bắt đầu gọi các môn đệ, đó là một quyết định quan trọng tạo nền tảng cho cộng đồng tín hữu đầu tiên. Ngài đã chọn những người bình thường, những ngư dân, thợ mộc để chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một phần của sứ mệnh cao cả. Điều này cũng giống như câu chuyện của Steve Jobs, người đã bắt đầu từ một gara để phát triển Apple. Ông đã chứng minh rằng chỉ cần có đam mê và sự kiên trì, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi thế giới. 4. Những phép lạ và sự chữa lành. Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ, từ việc biến nước thành rượu cho đến việc chữa bệnh cho người mù và người tê liệt. Những phép lạ này không chỉ là những hành động thần kỳ mà còn là những thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Hãy nghĩ về phép lạ đầu tiên khi Ngài biến nước thành rượu trong tiệc cưới tại Cana. Điều này không chỉ giúp đám cưới diễn ra trọn vẹn mà còn thể hiện sự vui vẻ và tình yêu trong cuộc sống. Những phép lạ mà Ngài thực hiện không chỉ làm thay đổi cuộc sống của những người được chữa lành mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Chẳng hạn, khi Ngài chữa lành cho người mù, không chỉ bản thân người đó mà cả gia đình và bạn bè họ cũng nhận được ánh sáng mới. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi hành động tốt đẹp của chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa, mang lại niềm vui cho nhiều người khác. Trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng có thể thấy những phép lạ trong cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện về những người đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng hoặc những tổ chức từ thiện là những minh chứng cho sức mạnh của tình người. Hãy nghĩ đến những bác sĩ, y tá và tình nguyện viên làm việc ngày đêm trong các bệnh viện, không chỉ chữa bệnh mà còn mang lại hy vọng cho những người đang phải vật lộn với cuộc sống. 5. Sự phản bội và đau khổ. Cuộc đời Chúa Giê-xu không thiếu những nỗi đau và sự phản bội. Một trong những khoảnh khắc đau thương nhất là khi Judas, một trong những môn đệ thân cận nhất của Ngài, đã phản bội Ngài. Hãy tưởng tượng cảm giác của Chúa Giê-xu khi biết rằng người mà Ngài đã dành thời gian và tình cảm lại sẵn sàng bán đứng Ngài chỉ vì tiền bạc. Điều này thực sự là một cú sốc lớn và có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta cảm thấy cô đơn và bị tổn thương. Nhưng không chỉ có sự phản bội từ Judas, mà còn có sự từ chối từ những người Ngài yêu thương. Các lãnh đạo tôn giáo đã không chấp nhận thông điệp của Ngài và dân chúng cũng thường xuyên nghi ngờ. Hãy xem xét tình hình của những người lãnh đạo chính trị hay tôn giáo trong thời hiện đại, những người phải đối mặt với sự chỉ trích và hoài nghi từ công chúng. Dù họ có ý định tốt nhưng vẫn gặp phải những thử thách trong lòng dân. Cuối cùng, sự đau khổ của Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn đã cho thấy một thông điệp mạnh mẽ về sự tha thứ. Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ mình, điều này chứng tỏ sức mạnh của lòng yêu thương. Trong cuộc sống, có rất nhiều ví dụ về những người đã vượt qua sự phản bội và tìm được sức mạnh để tha thứ. Hãy nghĩ đến Nelson Mandela, người đã ngồi tù suốt 27 năm nhưng vẫn kiên quyết tha thứ cho những kẻ đã áp bức mình và lãnh đạo một đất nước hòa bình. Cuộc đời của Chúa Giê-xu chính là một hành trình mà qua đó chúng ta có thể học hỏi về tình yêu, lòng tha thứ và sức mạnh trong những khoảnh khắc khó khăn. 6. Cuộc khổ nạn và cái chết. Khi Chúa Giê-xu bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, chúng ta chứng kiến những đau đớn không thể tưởng tượng nổi mà Ngài phải chịu đựng trong cuộc khổ nạn. Từ việc bị bắt giữ, bị đánh đập cho đến khi bị treo trên thập giá, Ngài không chỉ trải qua những đau khổ thể xác mà còn phải đối mặt với sự cô đơn và tuyệt vọng. Có thể nói, đây là một trong những giai đoạn đau thương nhất không chỉ trong cuộc đời Ngài mà còn trong lịch sử nhân loại. Khi suy nghĩ về sự hy sinh này, chúng ta có thể liên tưởng đến những người đã dám đứng lên vì lý tưởng và giá trị của họ, bất chấp những khó khăn. Ví dụ, Martin Luther King Jr. đã đấu tranh vì quyền dân sự cho người da màu, chấp nhận mọi sự phản đối và thậm chí là nguy cơ cho tính mạng. Những nỗi đau mà họ trải qua không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì một lý tưởng cao cả hơn, một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ sau. Điều đáng chú ý là trong những giờ phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giê-xu không chỉ thể hiện sự đau đớn mà còn truyền tải thông điệp về tình yêu thương và sự tha thứ. Ngài cầu nguyện cho những kẻ hành hạ mình, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tình yêu thương vẫn là sức mạnh vượt trội. Đây là bài học mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống khi đối diện với những thử thách và đau thương của riêng mình. 7. Sự phục sinh và hy vọng. Sau cái chết đau thương, sự kiện Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết là một bước ngoặt không chỉ trong cuộc đời Ngài mà còn trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Sự phục sinh này không chỉ khẳng định sức mạnh của Ngài mà còn mang đến thông điệp hy vọng cho tất cả những ai tin vào Ngài. Hãy tưởng tượng cảm xúc của các môn đệ khi họ thấy Ngài trở lại sau những gì đã xảy ra. Điều đó không chỉ làm thay đổi cuộc sống của họ mà còn là động lực để họ tiếp tục lan tỏa thông điệp của Ngài khắp nơi. Trong cuộc sống ngày nay, sự phục sinh của Chúa Giê-xu vẫn còn mang lại ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta thường thấy những người vượt qua khó khăn, bệnh tật hay thậm chí là cái chết. Hãy nghĩ đến những câu chuyện về những bệnh nhân ung thư đã chiến thắng bệnh tật nhờ vào sự kiên trì và tinh thần lạc quan. Họ không chỉ tìm thấy sức mạnh trong chính mình mà còn truyền cảm hứng cho những người khác,
cho thấy rằng cuộc sống có thể bắt đầu lại sau những đau thương. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy rằng sự sống và hy vọng luôn hiện hữu, ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Sự phục sinh là minh chứng cho điều đó. Như một vòng tay ấm áp, Ngài mời gọi tất cả chúng ta bước ra khỏi bóng tối của đau thương để tìm thấy ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ. Bài học ý nghĩa trong cuộc sống tinh thần. Cuộc đời Chúa Giê-xu với những bí ẩn và cảm xúc sâu sắc không chỉ là một câu chuyện tôn giáo mà còn là một hành trình đầy ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Qua sự ra đời, cuộc sống, sự hy sinh và phục sinh của Ngài, chúng ta thấy rằng cuộc sống không chỉ là những điều tốt đẹp mà còn chứa đựng những thử thách và nỗi đau. Chính những điều này làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và hiểu rõ giá trị của tình yêu thương, sự tha thứ và hy vọng. Mỗi chúng ta có thể học hỏi từ cuộc đời của Chúa Giê-xu để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo, hãy chấp nhận những vấp ngã, vì chính từ những vấp ngã đó mà chúng ta trưởng thành. Hãy luôn nhớ rằng, như Chúa Giê-xu đã chứng minh, sự tha thứ không chỉ mang lại tự do cho người khác mà còn cho chính bản thân chúng ta. Và cuối cùng, đừng bao giờ đánh mất hy vọng, vì như Ngài đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng có thể tìm thấy ánh sáng trong những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời.